chào mọi người ơi. Chào mừng tất cả mọi người đến với xe máy Bắc Kim nha. Chào Đức Nhân nha. Xai nhiều lắm. Xai winner. Chào Phạm Cường nha. Xe winner ở xe Xai cửa hàng có rất nhiều luôn. Các đời nhá, đời từ đời 2015. Đây. Chào Lê Văn Nam. Có độ mẫu mã cho mình xem luôn nhá. Mình xem xe gì ạ? À, coi, Vision mới có sang quán ở 238 đây. Bên này coi, kích bằng kích cắm màu đỏ đỏ ấy cô ạ. Đối diện là. Đúng rồi coi. Còn bên này là cái xe cũ của vâng, cô sẽ bên đấy giúp cháu với nhá. Vâng. Chào Lê Văn Nam nhá. Và hôm nay cửa hàng live bên xe số cho mình nhá. Bạn nào muốn tham khảo con xe số nào ấy thì cứ để lại bình luận, mình sẽ quay cho mình xem luôn nhá. Chào Quang Vũ. Cửa hàng về một loạt xe winner cho mình luôn, rất nhiều. Winner, xe winner đời 2019 là 2020. Thì tầm xung quanh 30 triệu là có xe mọi người nhé. Còn Lê Văn Nam ơi, Xai 2015. 2015 mà từ 24.800.000 em nhé. Xe 150, xe đẹp lắm em ơi. Đây, chị sẽ quay cho mình luôn. Đây, con này là 2015. 24.800.000. Bạn 150 em nhé. Chào Bùi Hữu Sự nha. Cảm ơn Phan Văn Tuấn nha. Con rất mong bạn đến ủng hộ cửa hàng nha. Đây, xe biển sẵn luôn em nhé. Winner Xai Way. Cửa hàng đều có cho mình luôn. Ở Lê Văn Nam ơi, cửa hàng tại 200... Ở em đến cửa hàng tại 289 Ngô Quyền giúp chị nhé. Bên này mình, bên cửa hàng để xe số cho mình. Rider cửa hàng có rất nhiều cho mình nha. Chào Vũ Hồng Đức nha. Rider chỉ từ 18.900.000 là có xe Rider rồi nhé. Cửa hàng đang có mấy con xe Xai 135 cực chất luôn. Các đời 2015, 2014. Chỉ từ 27.800.000 là có xe rồi mọi người nhé. Xe đẹp lắm luôn. Quay cho mọi người xem luôn. Xe cực chất luôn nhá. Con này đời 2014 nhá. Quang Vũ ơi, xe AB đời 2019 ạ. Để em xem bên này nhà em có để con nào không nhá. Anh ơi, đây có nhà em có một con ở bên này đây. Đời 2019 giá 40.800.000 anh nhé. Xe đẹp lắm luôn. Xe màu đen nhám anh ơi. Chào Bùi Hữu Sự, chào Minh Chiến nha.
các bạn màu đen nhóm đời 2019 thì rất hiếm luôn. Chào Long Mai nha. Chào Hồng Hào. Anh ơi, con này mới chạy có hôm 4.000 cây, đây em quay cho anh luôn nhá. Anh Quang Vũ ơi, đây, em mở máy lên luôn cho mình đây. Chào Lý Mạnh Tùm Tùm nha. Minh Chiến ơi, xe Liberty. Cửa hàng đang có một con xe Liberty giá 28.800.000 nhé, bạn check ebook của cửa hàng bạn nha. Vì từng cửa hàng để bên này rất nhiều luôn. Màu bạn ở Vision 2021. Có một cửa hàng có một con xe là 2021 này. Vision. Bạn tiêu chuẩn chìa khóa thường nhá, giá 29.900.000, chủ thành phố đi rất ít luôn. Thuần Trần ơi, anh ơi cửa hàng em có trao đổi xe nhá. Anh cứ mang xe đến cửa hàng tại 237 Ngô Quyền giúp em. Hiện tại là cửa hàng còn có nhiều khuyến mại cho mình ấy. Khách mua xe có thể được tặng áo mưa này, mũ bảo hiểm hoặc là bảo hiểm xe. Mọi người cứ đến cửa hàng xem xe giúp em. Rất nhiều khuyến mại luôn. Và đặc biệt là cửa hàng có bất lộc cho mọi người nha. Chào Biển Nguyễn, chào Tiền Thạch nha. Sirius cửa hàng cũng có cho mọi người, Segway cũng có luôn. Chỉ từ 13.800.000 để đã có xe Sirius rồi nhá. Segway là từ hơn 15.000.000 rồi là có xe cho mình rồi nhá. Cửa hàng em còn đang còn duy nhất hai con Ram Việt, chỉ từ 39.600.000. Xe cực chất luôn, các đời 2014, 2013 nhé. Xe biển sẵn rồi luôn. Mình chỉ việc mua về đi thôi, không cần bấm biển cũng được. Hiện tại cửa hàng em đang có một con xe X-Size 2010 đăng ký đời 2011 màu đen, nên em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây, xe cực chất luôn, chất lượng là uy tín hàng đầu cửa hàng đặt ra mọi người ơi. Chào Dũng Ba Tin, chào Huyền Thoại nha. Đây. Con xe này là tự động anh nhé. Xe cực đẹp luôn nha. Chào Bùi Hữu Sự nha. SH cửa hàng cũng để bên này nha mọi người. Vario cửa hàng đang có con màu đen trắng này, đời 2019, 40.800.000. Xe cực độc cực chất luôn. Dũng Ba Tin ơi, chờ em một tí nhé, em sẽ quay cho mình luôn đây. Hào Quang ơi, xe CBR cửa hàng đã không có con nào rồi. Đây anh ơi, chỉ từ 39.600.000.
là có xe cho mình luôn. Con này là 51.800.000, chủ thành phố đời 2013, lốt bền đời anh nhé. Chào Trần Hữu Đạt nha. Bên cạnh là 39.600.000, đời 2014 ạ. Để em quay lốt cho mình xem nha. Mọi người muốn xem con xe nào nữa không ạ? Để em quay cho mọi người xem luôn. Chào Trần Hữu Đạt nha. Đây, xe quay cửa hàng có đủ màu cho mình nhé. Màu trắng này, trắng, đỏ, xanh, xanh ngọc, màu đen cũng có luôn. Chào Phan Thị Mỹ Huyền nha. Xe Win, xe Vision, xe lít cửa hàng có nhiều lắm nhé. Trinh ơi, SH đời 2016-2017, xung quanh 60 triệu là có xe SH đời 2016 rồi bạn nhé. Còn trên 70 triệu một chút là có SH đời 2017 nha bạn. Tí nữa cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình ý. Mình tích vào đường link tham khảo giúp mình nha. Cửa hàng có từ đời 2013 nhé đến 2021 nha mọi người. Xem cũ xem mới cửa hàng đều có. Và đặc biệt bây giờ khách mua xe mới của cửa hàng ấy sẽ được khuyến mại một mũ bảo hiểm hoặc áo mưa cộng với bảo hiểm xe cho mình miễn một năm luôn. Còn khách mua xe cũ để được khuyến mại một trong ba đầu, đó là áo mưa hoặc mũ hoặc bảo hiểm xe cho mình nhé. Ở mọi người cứ đến cửa hàng xem xe giúp cửa hàng nha. Xe Winner nhiều lắm luôn. SH cửa hàng có rất nhiều nhá. Xsize này, bạt ngàn cho mọi người tham khảo luôn. Mọi người ơi, cửa hàng xin kết thúc livestream ở đây nhá. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi ở xem livestream của cửa hàng nha. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đến với cửa hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.